200m nữa tại vòng xuyến, đi theo lối ra thứ nhất vào phố Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo kéo dài. Khỏi vòng xuyến vào phố Trần Hưng Đạo. 500m nữa rẽ trái. Rẽ trái. Đi tiếp 1 km nữa. Một 150m nữa rẽ phải vào Trần Thái Tông. Rẽ phải vào Trần Thái Tông, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái.